Rồi, kính thưa quý vị, đó là hành động thật yêu thương mà các bạn fan của Minh Hằng dành cho Minh Hằng trong ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn, kính thưa các bạn. Và nhân dịp này thì fan club của Minh Hằng cũng tặng và chúc mừng sinh nhật Minh Hằng. Phải nói là tháng 6 là tháng của Minh Hằng với rất nhiều hoạt động diễn ra. Và kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau hát chay một đoạn bài hát Happy Birthday chúc mừng sinh nhật Minh Hằng quý vị nhé. Happy birthday to you. Cảm ơn các em rất nhiều. Nói chung là biết Hằng cũng đã lâu rồi và cộng tác với Hằng cũng rất nhiều rồi, nhưng mà hôm nay thấy các em fan Minh Hằng đẹp quá, ai cũng mặc bộ áo vest đẹp quá.